Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bắt ong. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái bộ quần áo màu đen. Bộ này có hai quạt gió anh em nhé. Đấy. Bộ này thì nhau thấy là các bác nào đang mê đi bắt ong bắt ve mà có nhu cầu thì tham khảo cái bộ quần áo bắt ong rừng này. Đây là bộ màu đen có hai quạt gió anh em nhé. Bộ này anh em sử dụng khá là nhiều. Mặc sử dụng các bác về bác mua pin dự phòng về lắp vào thì quạt rất là mát anh em nhé. Thì hôm nay là giới thiệu cho bác cái bộ màu đen này. Cái bộ này là bên em đã qua sử dụng rồi. Đấy, thanh lý cho anh em. Đấy, qua sử dụng em đi mặc hai lần rồi. Thì bây giờ là em mất hết phụ kiện rồi anh em nhé. Đấy. Đấy, các bác nào mà đam mê bắt ong bắt ve thì có thể tham khảo cái bộ này. Đấy, bộ này thì các bác thấy là liền khối hết không nhá. Bộ này khi các mua thì em sẽ không có gì tặng. Đấy, mất hết phụ kiện rồi, em chỉ rút trong bao gửi cho các bác thôi. Thanh lý cho anh em 800.000 đồng. Đấy, bao gồm phí về tận nhà các bác rồi. Đấy, nhận hàng các bác mở kiểm tra. Đấy, đúng sản phẩm thì ok anh thanh toán tiền. Đấy, găng tay của nó găng tay màu xanh nha nhá. Đấy, rất là dày dặn. Đấy. Ở trên này nó có một cái tấm meca để bịt ấy, thì em bị mất rồi anh nhá. Đấy, hai cái quạt ở trên đầu, cái quạt sau lưng vẫn có anh em nhá. Đấy. Quạt ở sau lưng vẫn có rất nhiều ô thoáng luôn. Đấy, ở đây vẫn có một quạt to này. Đấy, bị này bộ này chưa bị rách gì đâu anh em nhé, chưa bị rách gì. Đấy, em mặc hai lần rồi anh em nhé, hai lần em đi bắt ong ok. Đấy, bộ bằng vải da. Đấy, màu đen có hai quạt gió anh em nhé. Đấy, thanh lý cho anh em 800.000 đồng. Các bác nào nhanh tay thì alo trực tiếp theo ba số điện thoại chính này để đặt hàng. Bên em bán khá nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng luôn nhé, từ loại rẻ tiền cho đến hàng cao cấp, mới cứng có hết. Anh em kết bộ nào thì alo trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Đấy. Đây, còn thanh lý cho các bác anh em nào đăng ký kênh và các bác xem được video này thì alo nhanh tay thì em gửi cho các bác 800.000 đồng thôi. Size ủng đây các anh em nhé, size ủng là 43, size ủng 43 thì hợp cho các bác chiều cao tầm 1m7. Đấy, nặng tầm 60 cân là mặc vừa anh em nhé, 60-65 1m70 cân vẫn ok. Đấy, một cái video rất ngắn thôi, xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.